dốc, ngồi gốc ôi a cây đàn là ngồi gốc ôi a cây đàn. Đứng đây nhìn thấy tạp hòa có ông vua biển, chúng tôi sẽ đến đây vô mua tạp hóa vua biển. Hello em, hey, xin chào mọi người. Ủa hồi nãy giờ hát ở bên kia là anh đó hả? Trời ơi, em đâu có nghĩ là ca sĩ mà có thể hát cái hưởng âm như vậy. Bình thường em mà, tại vì mình chơi trong chương trình này đó là em. Nếu mà mình hát đúng âm thì nó không có vô, có vô, có vô. Nãy hát cái gì mà tinh tăng 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 vừa biển, vừa biển là cái gì? Hồi nãy là em tập cho em á để tạo cho cái sự chú ý thôi. Chứ lúc bạn hát đang cái chữ là vua biển. Ồ, đúng, mình cũng công nhận thấy là lúc hát thì nó khác, lúc tập. Đúng rồi. Anh ơi, bây giờ mình tới địa điểm đi chợ rồi đó. Kìa, cái con quỷ bán kìa. Đâu, ai đó, đó. Chào mừng mọi người đã đến với tạp quá vua biển. Trời ơi, tạp hóa này bán gì à? Dạ, bán đồ ăn, thức uống các loại. Đặc biệt đó là hải sản vua biển. Wow. Đuôi cá ngừ đông lạnh. Đó. Ngon nha, cá ngừ cắt lát đông lạnh. Đặc sản đây. Trà bông cá. Wow, trà bông cá ngừ đặc biệt. Bây giờ cho hỏi là hai đội mình nấu cái gì trước cái đã. À, để em coi coi, ở trong quầy này em thấy có canh bún nè, có thịt xay, có cua. Ừ. Có cà. Ôi, vậy là chắc chắn mình sẽ nấu món phở. Đúng không anh? Trời ơi, em ơi, anh đầy em đầy tứ hướng tứ có miếng thịt bò đâu mà ba phở. À, nấu canh bún. Bún đỏ đặc sản ở Buôn Mê Thuột. Canh bún đỏ. Thì rồi. Ra là vậy. Ủa, nếu mà nấu mấy món này thì mình để mấy món này chi? Rồi. Cửa hàng vua biển người ta bán vậy cơ mà. Ba cái đồ quỷ là thêm thôi. À, cái này là phụ thôi. Chính là bên đặc chính sản là bán cái này mà. Không có mấy cái này, làm sao có mấy cái này? Đúng rồi. Bún đỏ đặc sản ở Buôn Mê Thuột nó sẽ không có topping nhiều giống như mình. Đó, mình sẽ chế biến, mình sẽ thêm một chút xíu cá vua biển vô cho người ta vui, hiểu không? Rồi, em thích ăn cá lắm. Rồi bây giờ đội của anh Hưng, anh sẽ nấu món gì? Anh sẽ vẫn tiếp tục tận dụng những cái thành phẩm rất là đáng hãnh diện từ vua biển của anh. Anh sẽ dùng cá ngừ và các topping khác để chế biến thành một món mà có thể nói là nhức nách. Anh đạt chuẩn soái ca. Đó là gỏi Thái. Gỏi Thái cá ngừ. À, gỏi Thái cá ngừ và bún bún đỏ đặc sản ở Buôn Mê Thuột. Ngoài ơi, gia đình mình sẽ có 500 ngàn, còn gia đình của Hưng sẽ có 700 ngàn. Tại mình thắng hơn người ta chút xíu. Nói lại lần nữa em. À, mình thắng hơn người ta một chút xíu. 700 lượt trước 700 đi, lượt trước đi, mình vào có mình lượt trước đi. Dầu thì vinh quang, nghèo buồn lắm. Anh ơi, anh bớt chương trình này của anh bớt quay cái mặt vô lại, quay cái mặt ra cho lấy hình anh đi. Thấy mặt ra chưa bay? Rồi, bay. Đó, bay ơi. Bay ơi. Lấy cái này sao? Cá ngừ. Dầu. Cá ngừ ngâm dầu, một lốc là 100 ngàn. Đây, xả này để mình đi. Xả hết trong này luôn anh. Ủa anh không? Ơi, bên em canh bún cần mấy cái này mà. Không có, không ai canh bún mà canh ngàn ngò gai bao giờ hết trơn á. Rồi, rồi lấy hết chưa? Còn nữa, lấy hơn cái rổ này luôn đi. Cái rổ đó là 240. Không, không, để tính tiền, con này tính rổ tiền. Rổ này 200 nè, 200 thôi, bớt 200 thôi. Đây nè, danh tổng ra đó nè. Ê hề. 20. Lấy cái rổ đó đi, 20 ngàn thôi. Ủa, có biết làm toán không vậy? Dạ, đồ ăn ở đây bán không có theo thời giá mà theo nhan sắc. Cái này nhiều rồi, cái này nặng quá. Cái này nặng quá, bao nhiêu? À, cho miễn phí mà. Tặng mà. Bên em đang làm từ thiện, tặng không đó. Anh, ơi, có mình anh nặng. Mình còn 680. Trời, còn một lát thôi lại cho 700 nữa. Có không có nữa. Vì anh là soái ca, chơi là chơi hết ca. Chơi là không lo không ngày mưa hay. Cái này bao nhiêu? Dạ, 400. Trời ơi, khốn nạn. Tượng đài nhan sắc mà không bớt được đồng nào hay sao? Ngoài càng gồng là lát nó lên 600 đúng không ạ? Vậy thôi, lấy cái này rẻ rẻ đi, cái này nè. Ừ, 1 triệu 2. Cái gì? 1 triệu 2? Bán theo nhan sắc mà chị. Đi về, tập cơ đi. Con này nó không thích ngoại, hiểu không? Giờ em ra đi. Ờ, chẳng hay chị có biết đến con trai bánh mì của em không? Lấy hết đi. Lấy hết đi, mới coi ông bữa trên TikTok. Trời ơi. Trời ơi, đẹp trai lắm. Mẹ. Lấy chưa? Không, em không thể nào có cái ngữ dâu này được. Đi đó, mẹ, mày lấy đi. Mẹ ăn cái gì mày lấy hết đi. Lấy hết đi. Ok.
lấy hết nha, muốn hỏi thăm tí xíu là em định như nào em vậy là có gia đình rồi đó hả, có mẹ rồi hả? Có đâu, cái này là có con rồi. Gì có đâu, có đâu mẹ gì, má ơi trời mẹ gì chị em mẹ gì. Thôi nói sao bên kia đi chợ xong chưa? Xong rồi. Ủa là tính cái giá đó thiệt luôn hả? Không, em giảm cho nó chơi thôi chứ bán kiểu đó chúng chửi à. Này 30 thôi. 30 lấy đi cái gì nguyên đóng bốn mươi 30 ngàn hả? Đúng rồi anh. Thịnh đây hả? 200 rồi, 100 là 120 120 phải không? Cái này 80 rồi, 200 rồi. Muốn cao muốn 200 rồi, cao muốn gì 200. Cái này nó rẻ thì cái này nó phải mắc. Con dâu của mẹ ra muốn nó chơi chứ bán này 70 thôi. 70 là cũng mắc rồi đó, mắc thôi khỏi mua đi. Sao quá, để héo cũng vậy. Rồi, ổn định chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gian bếp của Đại Chiến Ẩm Thực.